Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ bảy ngày 9 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đường 9 và thăm di tích quốc gia đặc biệt Quảng Trị. Đoàn công tác số 10 và đại biểu tỉnh Hưng Yên thăm tặng quà các chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, chương trình có bài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo trẻ tài ba của Đảng. Truy xuất nguồn gốc hỗ trợ tiêu thụ nông sản được thuận lợi. Cảnh sát với các hành vi lừa đảo trên các sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hôm nay, đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 332 liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 9,5 nghìn liệt sĩ. Trong đó, có 133 liệt sĩ người Hưng Yên trong trận chiến 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã hy sinh anh dũng. Đoàn công tác đã đặt vòng hoa dâng hương, dành phút tưởng niệm, đồng thời thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ quê Hưng Yên và Hải Dương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đặt vòng hoa dâng hương tại Đài Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đoàn công tác đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, dân tộc, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước và các thế hệ cha anh, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 100 triệu đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, 100 triệu đồng cho quỹ của người nghèo tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình, ngày mai mùng 10 tháng 7, đoàn công tác sẽ tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của đoàn công tác trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau chuyến hành trình trên biển gần 2 tuần, hơn 200 đại biểu thuộc đoàn công tác số 10 đã kết thúc chuyến thăm làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Về phía tỉnh Hưng Yên, tham gia đoàn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và lãnh đạo một số sở ngành. Đoàn công tác số 10 do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Đoàn đã tới thăm, làm việc, tặng quà, động viên các cán bộ chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Đá Tây, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây. Tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, đoàn đã tới thăm làm việc, nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ chiến sĩ. Đoàn cũng đã tặng quà và tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đặc biệt trong chuyến đi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản và các thành viên của đoàn công tác số 10 đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên các điểm đảo, đoàn cũng đã tổ chức các lễ dâng hương tại tượng Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhà tưởng niệm Bắc Hồ, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm 8 ngôi chùa trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
Đại diện Quân chủng Hải quân đánh giá chuyến đi thăm làm việc tại quần đảo Trường Sa của đoàn công tác số 10 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Chuyến công tác cũng đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các hoạt động của đoàn tại các điểm đảo cũng là minh chứng sống động nhất về những khó khăn gian khổ, sự cống hiến hy sinh, nhưng đồng thời cũng là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó góp phần xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Sáng ngày 8 tháng 7, tại huyện Văn Giang đã diễn ra lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang dự tặng hoa và trao bằng tại buổi lễ. Hai mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng danh hiệu là mẹ Đào Thị Thúy, sinh năm 1905 ở thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa và mẹ Nguyễn Thị Ngảnh, sinh năm 1898 ở thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến. Cả hai mẹ đều có hai con là liệt sĩ. Đây là sự tôn vinh, ghi nhớ và tri ân công lao của các mẹ đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho đến nay, toàn huyện Văn Giang có 196 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 3 mẹ còn sống. Thưa quý vị và các bạn, 26 tuổi làm Tổng Bí thư của Đảng, 29 tuổi bị địch sát hại. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ vẫn để lại nhiều di sản quý cho cách mạng dân tộc Việt Nam. Hôm nay, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị Tổng Bí thư trẻ nhất của Đảng, ngày 9 tháng 7 năm 1912, 9 tháng 7 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Là hậu duệ đời thứ 17 của đại thi hào Nguyễn Trãi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9 tháng 7 năm 1912 tại phường Phù Khê, thành phố Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Hoạt động cách mạng từ khi còn là học sinh, 17 tuổi được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng, 19 tuổi bị thực dân Pháp bắt đầy ra côn đảo 5 năm. Tháng 3 năm 1938, khi chưa đầy 26 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tháng 11 năm 1939, đồng chí triệu tập hội nghị Trung ương 6 tại Gia Định, quyết định thay đổi chiến lược cách mạng và thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương, thay cho Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương. Đầu năm 1940, đồng chí bị địch bắt tại Sài Gòn, bị khép vào tội, đã thảo ra nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương. Chủ trương bạo động, là người có trách nhiệm tinh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và kết án tử hình. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, đồng chí anh dũng hy sinh tại ngã Ba Rồng ở thành phố Sài Gòn. Di sản đồng chí Nguyễn Văn Cừ để lại đó là bài học từ sự thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Điều đó được thể hiện trong quyết định ở Hội nghị Trung ương 6 tháng 11 năm 1939. Đồng chí còn là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Từ sự phân tích khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Đảng ta quyết định không áp dụng mô hình mặt trận bình dân kiểu Pháp, cũng không dập khuôn mô hình mặt trận dân tộc phản đế của Trung Quốc, mà thành lập mặt trận dân chủ thống nhất để đoàn kết thống nhất được các giai cấp lực lượng. Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói đồng chí Nguyễn Văn Cừ tuy trẻ tuổi nhưng là một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị. Tháng 6 năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết cuốn Tự chỉ trích, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lần đầu tiên ở Việt Nam, một Tổng Bí thư của Đảng viết, những người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng, chứ không phải theo đuôi hay phỉnh họ. Đồng chí nhấn mạnh, dù có sai lầm, có thất bại, cũng phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự thật. Trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quan điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong tác phẩm Tự chỉ trích vẫn còn nguyên giá trị. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tỉnh ủy vừa ban hành nghị quyết số 29 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết nêu mục tiêu tổng quát là phát triển đô thị nhanh và bền vững theo quy hoạch đô thị tỉnh với kiến trúc đô thị hiện đại xanh thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng, bản sắc của địa phương, nâng cao tính kết nối hài hòa giữa các đô thị, giữa đô thị và nông thôn. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ đô thị toàn tỉnh đạt 48%, diện tích nhà ở bình quân đạt trên 29m² sàn một người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị trên 33m² sàn trên người. Đất xây dựng đô thị toàn tỉnh khoảng 19.000 ha, hình thành một số khu đô thị thông minh và sinh thái. Thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại 2, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại 3. Cơ bản đạt tiêu chuẩn thành phố, hai huyện Văn Lâm và Văn Giang đạt đô thị loại 4. Hai huyện Khói Châu và Yên Mỹ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4, có 10 đô thị loại 5. Nhằm tạo cảnh quan bóng mát, môi trường xanh sạch đẹp, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua huyện Ân Thi tích cực triển khai trồng cây nhân dân tại một số tuyến đường trong huyện. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, huyện Ân Thi đã tổ chức trồng cây xanh trên 11 tuyến đường với tổng chiều dài trên 50 km ở các xã Quảng Lãng, Vân Du, Phù Ủng, Bắc Sơn, Cẩm Linh, Hạ Lễ và Tiền Phong. Tổng số cây đã trồng đạt gần 2.000 cây xanh các loại như bàng Đài Loan, ban Tây Bắc Keo, góp phần giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của chính phủ. Ngoài ra, tại các địa phương trong huyện đã và đang tiếp tục triển khai các tuyến đường hoa tại các tuyến đường trục chính đường ra đồng. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng cho việc sản xuất và lưu hành hàng hóa trong nền kinh tế 4.0. Vì thế, việc áp dụng hệ thống này phù hợp với Bộ Tiêu chí Quốc gia đã được ban hành đang là vấn đề quan tâm của các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Hội thảo khoa học truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn gắn với chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đã giúp cho các doanh nghiệp, người dân nắm bắt và hiểu rõ để phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ hàng hóa hiện nay. Các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được giới thiệu và phổ biến những nội dung định hướng cụ thể trong đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai, xây dựng, áp dụng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia, khả năng tích hợp các hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh, thành phố, cung cấp các kiến thức về hoạt động áp dụng truy xuất nguồn gốc gắn với mã số, mã vạch, từ đó có thể sử dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc phù hợp với bộ tiêu chuẩn quốc gia. Truy xuất nguồn gốc này là một công nghệ mới ứng dụng rất nhiều các cái công nghệ thông tin và các công nghệ cao khác. Tuy nhiên thì trong thời buổi hiện nay với cái sự phổ biến của smartphone, người nông dân cũng có khả năng tiếp cận dễ dàng hơn với các cái ứng dụng trên nền tảng của điện thoại thông minh. Tại Hưng Yên, trong 5 năm qua đã có trên 100 doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh được cấp 4,5 triệu tem QR code cho các sản phẩm hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm hi.check.net.vn cho các sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm trên địa bàn tỉnh và được khai trương đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2019. Nhìn chung, các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh được cấp tem QR code cho hàng hóa thì quá trình tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là những nông sản tươi. Truy xuất nguồn gốc đánh giá được cái chất lượng mặt hàng nông sản của bà con nông dân khi làm ra, lưng thêm về tổng thu nhập đối với con nông dân so với trước kia tăng 7-10%. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những nội dung về thực trạng triển khai và hiệu quả của đề án duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc tỉnh, chia sẻ những kinh nghiệm, lợi ích và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Không chỉ là nhận biết được sản phẩm có hàng giả hàng nhái mà thông qua mã truy xuất nguồn gốc QR code này thì người tiêu dùng có thể tiếp cận được với những nguồn thông tin sẽ có những cái khó khăn bất lợi cho doanh nghiệp, ví dụ như phát sinh thêm chi phí in ấn hay là phát sinh thêm chi phí nhân công. Và tuy nhiên nó mang lại lợi ích rất là lớn, đó là minh bạch thông tin và từ đó khách hàng họ sẽ càng thêm tin tưởng. Thực tế hóa mà để mọi người mà sử dụng cái chính thức cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để kiểm tra cái sản phẩm thì nó vẫn còn
ít phần mềm mạng, rồi là các cái hệ thống quản lý nó sâu, thế nên chính vì vậy là cũng là cái rào cản để cho cái người sản xuất, người nông dân, mọi người có thể tiếp xúc nó khó khăn hơn. Kết luận hội thảo, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định những ý kiến tham luận chính là những nội dung quan trọng tạo tiền đề để các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân trong áp dụng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc với các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Hưng Yên, góp phần hội nhập với nền kinh tế 4.0 hiện nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chuyện về những chiếc cột điện nằm dưới lòng đường trên một số tuyến đường ở huyện Văn Giang, chúng tôi đã phản ánh cách đây hơn một năm, thế nhưng đến nay vẫn chưa được di rời, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nguyên nhân các cột điện nằm dưới lòng đường là do việc mở rộng đường giao thông nhưng lại chưa được ngành điện di rời sang vị trí mới. Tình trạng trên xảy ra nhiều tại tuyến đường xóm Cổng Ngói, thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, thôn 12 xã Nghĩa Trụ và thôn Kim Ngưu, xã Tân Tiến, thậm chí còn xảy ra trên tuyến đường huyện DH20 qua xã Vĩnh Khúc. Không chỉ vậy, tại một số nơi, hệ thống dây điện cáp quang chằng chịt lộn xộn, xa xuống thấp còn gây ảnh hưởng giao thông và mất an toàn lưới điện. Thưa quý vị và các bạn, đây đều là các tuyến đường do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang và các xã quản lý. Vì vậy, đề nghị các cấp chính quyền khẩn trương có phương án để di rời, không để ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn giao dịch điện tử, đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Và không ít người trở thành nạn nhân bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Do cung cấp số điện thoại để tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, cuối tháng 5 năm 2022, anh Hát ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động nhận được tin nhắn Zalo có nickname Emmy mời chào tham gia công việc nhập dữ liệu web qua nhóm Telegram để hưởng hoa hồng 40%. Anh Hát đã tạo tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản web để tạo đơn nhập dữ liệu theo hướng dẫn. Sau 7 lần nhập dữ liệu web đúng, số tiền vào tài khoản web của anh Hát là hơn 700 triệu đồng nhưng không rút được. Công ty yêu cầu anh nộp tiền thuế web, thuế thu nhập cá nhân, phí nâng cấp, phí bảo mật tài khoản. Do không muốn mất số tiền gốc đã bỏ ra, anh Hát đã tiếp tục làm theo yêu cầu. Sau 14 lần chuyển khoản, anh Hát đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tôi cứ nghĩ là chơi cho vui, giải trí theo như họ mời chào. Ban đầu chơi số tiền là 99.000, sau là 500.000, sau đó dần dần là 10 triệu, 30 triệu và đến lần thứ 14 là 139 triệu. Sau khi đến lần thứ 14 thì tôi có tỉnh ngộ và cương quyết không chơi nữa. Thì các đối tượng đã dùng các lời lẽ và tin nhắn gọi điện bằng mạng Telegram của nhóm là mang lời lẽ hăm dọa. Cũng bởi nhẹ dạ cả tin và những lời mời chào việc nhẹ, hoa hồng cao mà chị T ở thị trấn Yên Mỹ tham gia công việc chốt đơn online cho trang web bán hàng của Tiki. Ban đầu với việc chuyển khoản trước số tiền hàng, rồi sau đó nhận lại cả gốc và hoa hồng rất nhanh. Chị T đã hoàn toàn tin tưởng, để rồi sau đó bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Tương tự như vậy, anh DKT sinh năm 1992 ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư sàn giao dịch của nước ngoài. Đây chỉ là 3 trong số những đơn trình báo tố giác tội phạm mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được trong thời gian qua. Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng chủ yếu lợi dụng uy tín của các sàn thương mại điện tử để lấy lòng tin của những người đang có nhu cầu làm thêm và đánh vào lòng tham để dẫn dụ các nạn nhân sập bẫy. Đề nghị người dân, thứ nhất là không vì hám lợi nhuận cao mà tham gia đầu tư kinh doanh, chuyển tiền cho những người mà mình không quen biết trên mạng Internet. Thứ hai là khi làm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử hiện nay thì cần kiểm tra rõ thông tin về hàng hóa, về đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác của hàng hóa, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV. Và sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.